Xin chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và khi bạn có ý định du học là bạn luôn muốn chọn cho mình một ngành học phù hợp với bản thân, cũng như là nhu cầu tuyển dụng của ngành mà mình chọn trong tương lai đang rất cần thiết. Và đến với chương trình tư vấn du học Mỹ hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về ngành học được săn đón tại Mỹ. Đầu tiên phải kể đến đó là ngành kế toán tài chính. Đế chế tài chính Mỹ đóng vai trò chủ chốt trong nền tài chính toàn cầu. Một khi tài chính Mỹ khủng hoảng thì cả thế giới sẽ lao đao theo. Và với tầm quan trọng này thì kế toán tài chính chưa bao giờ hết nóng trong thị trường tuyển dụng của Mỹ. Và các công việc như là quản lý tài chính, quản lý rủi ro, ngân hàng đầu tư, bảo hiểm và phân tích tài chính thì luôn cần thêm người ở hiện tại cũng như là trong tương lai gần. Và thứ hai phải kể đến ngành học đó là hàng không. Thì ngành công nghiệp hàng không đã tạo công ăn việc làm cho 657.700 công nhân. Và ngành công nghiệp này thì không hề bị tác động bởi các cuộc khủng hoảng, mà thậm chí còn phát triển về những mặt hàng như là máy bay dân dụng và thiết bị quân đội. Các ngành nghề đầy tiềm năng trong lĩnh vực này là cơ sở hạ tầng, nghiên cứu không gian, hệ thống vận tải hàng không, vệ tinh dựa trên hệ thống kiểm soát vận tải và hệ thống kỹ sư hàng không bằng khoa học điện tử. Và thứ ba phải kể đến đó là ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học sẽ cần khoảng 90.000 công việc mới trong thời gian tới. Và công nghệ sinh học là ngành tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Thứ tư đó là ngành về hóa và dược phẩm. Thì ngành công nghiệp này khá ổn định trong thời gian khủng hoảng tài chính. Các dược phẩm cho các căn bệnh như là Alzheimer và điều trị ung thư cũng như là các loại thuốc phòng bệnh giúp ích rất nhiều cho việc duy trì sự tăng trưởng của ngành công nghiệp này. Và thứ năm đó là xây dựng. Các công trình nhà ở có sự sụt giảm, tuy nhiên Tổng thống Obama cũng đưa ra một số kế hoạch nhằm vực dậy lĩnh vực này. Các dự án xây dựng giao thông vận tải quan trọng chứng minh cho sự trở lại của các ngành xây dựng. Và thứ sáu đó là vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe và y tế là ngành quan trọng ở Mỹ, đạt đến 3,2 triệu việc làm trong thời kỳ từ năm 2006 đến năm 2016. Công nhân trong lĩnh vực này thì thường ở lại làm việc ở trong một thời gian dài hoặc là chuyên môn hóa công việc của mình. Và thứ bảy là về thiết kế máy tính và thông tin truyền thông. Sự mở rộng của Internet không dây, truyền thông số và dữ liệu đã tạo nên nhiều thị trường mới mẻ, cơ hội việc làm trải rộng ra các lĩnh vực như là lập trình, kỹ sư máy tính, hệ thống phân tích dữ liệu truyền thông và kỹ sư thông tin. Các công ty máy tính lớn đặt tại Hoa Kỳ cũng là lý do khiến cho nước này luôn chào đón các nhân viên trình độ cao tốt nghiệp tại các trường đại học danh tiếng. Hy vọng rằng những ngành nghề mà Tân Đại Dương kể trên sẽ giúp cho các bạn sớm có quyết định trong việc chọn ngành học phù hợp cho mình trong tương lai. Và để được tư vấn hướng dẫn thủ tục du học Mỹ, vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, một chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào các bạn, nhu cầu được đi du học nước ngoài để nâng cao cái trình độ, kỹ năng cũng như là được nhận bằng cấp quốc tế luôn là niềm mong mỏi và nhận được sự quan tâm của đa số các bậc phụ huynh và học sinh. Thì nói đến đất nước đi du học, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến đó là du học Mỹ. Và trong chương trình hôm nay sẽ có sự góp mặt của bạn Hoàng Viên, một du học sinh vừa đậu visa Mỹ. Thì Hoàng Viên sẽ tham gia để cùng chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm cũng như lý do tại sao lại chọn Mỹ du học. Chào Hoàng Viên. Hoàng Viên có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của Hoàng Viên cho các bạn biết được hay không? Xin chào các bạn, mình tên là Hoàng Viên. Hiện đang là nhân viên kinh doanh tại ngân hàng Maritime Bank. Mình làm được 6 tháng. Mình đã tốt nghiệp trường Đại học Văn Hiến với ngành tài chính ngân hàng. Hoàng Viên có thể cho các bạn biết là cái cảm giác đầu tiên của Hoàng Viên khi có visa thì như thế nào? Dạ, lúc đầu thì khi phỏng vấn thì rất là hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau khi phỏng vấn thành công thì vui, rất là vui và hạnh phúc, và gọi điện thông báo cho gia đình về cho chị Thúy, người tư vấn hay hồ sơ giùm em. Thì qua Mỹ Hoàng Viên sẽ học chương trình gì? Qua Mỹ thì mình sẽ học ngành quản trị kinh doanh 4 năm tại trường Queen University of Charlotte ở bang North Carolina. Ở nơi em học thì thời tiết có 4 mùa, thời tiết rất là ôn hòa và dễ chịu, giống như bên khí hậu bên Việt Nam. Thì lý do tại sao em ở Việt Nam là ngành tài chính ngân hàng mà lại qua Mỹ học ngành quản trị kinh doanh? Bởi vì em muốn tăng thêm kiến thức
Đi qua đâu Hoàng Viên biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Và em biết được trung tâm Tân Đại Dương qua giới thiệu của người quen là được chị Khuấy tư vấn tiếp đạo cho trường em. Từ lúc lên công ty và gặp chị Khuấy tư vấn thì sau 2 tuần em đã phỏng vấn và nhận được visa. Em không ngờ thời gian lại nhanh đến như vậy và em cảm ơn chị Khuấy và công ty rất là nhiều. Các anh chị rất là nhiệt tình, luôn giúp đỡ em từ khâu chọn trường, dịch sang tiếng Anh, rồi test, nói chung là làm tâm lý rất là tốt. Tinh Đại Dương xin cảm ơn Hoàng Viên đã tham gia trong chương trình chia sẻ kinh nghiệm du học Mỹ để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn có thêm một cái hành trang cho mình. Thì một lần nữa Tinh Đại Dương xin cảm ơn em và chúc em qua Mỹ học tập để đạt được những cái gì mong muốn như bây giờ em đã đặt ra ha.